Thanh Giang và Thanh Tú kính chào quý vị khách hàng của AZSHOP. Thưa tất cả quý vị, cuộc sống quá là bận rộn và tất cả chúng ta cứ phải theo một cái guồng máy, phải đi làm rồi trở về nhà với những rất nhiều việc không tên, và áp lực của cuộc sống là chúng ta phải mưu sinh, lo toan rất là nhiều điều và khiến cho chúng ta sao mất ngủ nè, lao lực nè, rồi nhiều khi ăn không ngon nữa. Và thời gian gần đây thì lại có một cái hiện tượng là thức ăn thì lại không an toàn vệ sinh thực phẩm. Vậy thì phải làm như thế nào để chúng ta có thể ăn ngon ngủ tốt? Chị em phụ nữ mong muốn có một làn da đẹp, không bị lão hóa, không bị tác động bởi môi trường, bởi những cái vấn đề khách quan. Vậy thì ngày hôm nay như là một món quà để chúng tôi chia sẻ với tất cả quý khách hàng một cái dòng sản phẩm rất là tốt cho mọi đối tượng và phù hợp cả cho chị em phụ nữ này, người lớn tuổi này, đặc biệt những người làm việc mà rất là căng thẳng, rất là mệt mỏi. Hơn nữa, với cái dòng sản phẩm này thì chúng tôi tin chắc chắn sẽ rất phù hợp với những người mà bệnh sau khi ốm dậy. Và kính thưa quý vị, có thể nói với những nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho tất cả quý vị cũng như là những thành viên trong gia đình của mình, thì ngày hôm nay AZSHOP của chúng tôi tiếp tục giới thiệu với tất cả quý vị một sản phẩm. Đây sẽ là một cái chìa khóa vàng để giúp cho quý vị chúng ta cải thiện được sức khỏe của mình tốt hơn, chăm sóc cho gia đình của mình ngày càng tốt hơn, ai cũng có thể khỏe lên quý vị ạ. Và kính thưa quý vị, đó chính là sản phẩm nước uống hồng sâm đến từ thương hiệu Korea Red Ginseng quý vị ạ. Chiết xuất từ những củ nhân sâm 6 năm tuổi, do vậy là cái hàm lượng dinh dưỡng rất là cao, và đặc biệt hơn là ở thể lỏng rất là dễ uống, giúp cho hấp thụ những hàm lượng chất dinh dưỡng vào trong cơ thể của quý vị trở nên dễ dàng hơn. Thưa quý vị, trong khung giờ này AZSHOP sẽ hỗ trợ quý vị với mức giá vô cùng ưu đãi, một hộp 30 gói và giá chỉ 399.000 đồng. Khi quý vị mua 2 hộp 60 gói, mức giá chỉ có là 599.000 đồng mà thôi. Và 3 hộp 90 gói thì mức giá lại càng ưu đãi, chỉ còn 799.000 đồng. Càng mua nhiều càng siêu tiết kiệm. Nước uống hồng sâm chiết xuất từ nhân sâm Hàn Quốc và hơn 11 loại thảo dược bổ dưỡng trong tự nhiên, dùng mỗi ngày bồi bổ khí huyết, tăng cường sinh lực, chống lão hóa, tăng cường sức đề kháng, giảm mệt mỏi, mất ngủ, phòng chống bệnh tật, đặc biệt tốt cho người suy nhược cơ thể và lao lực. Nước uống hồng sâm sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc với mức giá vô cùng ưu đãi, một hộp 30 gói giá 399.000 đồng, 2 hộp 60 gói mức giá chỉ còn 599.000 đồng và 3 hộp 90 gói mức giá càng ưu đãi chỉ còn 799.000 đồng. Giá cực sốc chỉ có trên AZSHOP, hãy nhanh tay đặt hàng. Và kính thưa quý vị, có thể nói sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay được chắt lọc từ những củ nhân sâm 6 năm tuổi. Cái độ tuổi mà có thể nói nhân sâm phát huy được hết tất cả những tác dụng của mình. Và đặc biệt hơn là ở độ tuổi này, từ 6 năm tuổi trở lên thì hoạt chất saponin của chúng ta, một trong những hoạt chất rất quý trong củ nhân sâm, sẽ phát huy được hết tất cả những tác dụng đối với cơ thể. Và đặc biệt hơn, tại sao chúng ta gọi là hồng sâm Tại vì bởi những củ nhân sâm được chọn lọc một cách rất cẩn thận từ trong tự nhiên, sẽ được hấp hoặc phơi trong môi trường tự nhiên đến khi nó đạt sang độ màu, đó chính là màu đỏ hoặc là nâu sậm, thì đó chính là hồng sâm. Và chắc chắn rồi, hồng sâm sẽ là một trong những loại thực phẩm rất quý mà có thể nói xuất xứ từ Hàn Quốc, một trong những quốc gia mà có truyền thống sử dụng nhân sâm trong việc bồi bổ cơ thể, cải thiện sức khỏe, và đặc biệt hơn là trong cái vấn đề làm đẹp của chị em phụ nữ rồi đó. Thưa tất cả quý vị, như quý vị cũng đã biết, từ xa xưa thì vua chúa cũng đã sử dụng nhân sâm rồi, vì đây là một cái loại thảo dược quý hiếm. Và ngày nay thì các chuyên gia nghiên cứu cũng đã cho ra đời một cái dòng sản phẩm trong một cái quy trình khép kín rất là gắt gao, đã nghiên cứu ra từ củ nhân sâm, chiết xuất ra thành những cái gói hồng sâm nước dạng lỏng như thế này. Để làm gì để chúng ta có thể dễ dàng uống, và dạng nước nữa, chính vì vậy rất là dễ hấp thu vào cơ thể của chúng ta, để sức khỏe của chúng ta có thể là khỏe hơn theo từng ngày. Và thưa tất cả quý vị, như quý vị cũng đã quan sát, ngày hôm nay là sự kết hợp của thương hiệu Korea Red Ginseng và AZSHOP chúng tôi, mang tới một cái dòng sản phẩm vô cùng chất lượng, đảm bảo về uy tín cũng như là rất rõ về nguồn gốc xuất xứ. Và ngoài ra, quý vị cũng có thấy ở đây có tập đoàn Samsung bảo hiểm cho dòng sản phẩm này. Không lẽ một cái dòng sản phẩm quá uy tín trên thế giới như thế này lại bảo hiểm cho một cái dòng sản phẩm chơi nổi sao? Vậy thì ngày hôm nay quý vị hoàn toàn yên tâm rồi quý vị ạ. Đây là dòng sản phẩm vô cùng chất lượng. Vâng, thưa tất cả quý vị, đứng ở một cái vai trò là một cái người tiêu dùng, một cái người phụ nữ cũng mong muốn mình có được một cái làn da đẹp và sẽ được trẻ hóa,
Tất nhiên thì phụ nữ sẽ bước vào một cái giai đoạn lão hóa sau 25 tuổi, bị tác động bởi chế độ ăn không hợp lý nè, hoặc là môi trường, đúng vậy, khói bụi ánh nắng nó sẽ tác động lên da và sẽ làm cho da của chúng ta ngày bị nám hay bị sạm đi. Thì bản thân chị em phụ nữ chúng ta cũng cần có một cái bí quyết chăm sóc sắc đẹp của mình. Và riêng đối với bản thân Thanh Trang thì Thanh Trang cũng đã sử dụng sản phẩm đó chính là nước uống hồng sâm chiết xuất từ nhân sâm 6 năm tuổi đến từ thương hiệu Cora Red Vincent. Ngày hôm nay giới thiệu với tất cả quý vị, bản thân mình khi mà mình mua cái dòng sản phẩm này, mình rất là tự tin để chia sẻ với quý vị khách hàng của AZ Shop. Và ngoài ra thì quý vị cũng đã thấy một cái thùng lớn như thế này đây, thì nó sẽ bao gồm ba cái hộp nhỏ. Ba cái hộp nhỏ này, nhưng mà khi mà mở ra thì quý vị ơi, quý vị biết không, có tới 10 gói, có tới 10 gói nước uống hồng sâm nhung hương chiết xuất từ nhân sâm 6 năm tuổi đây ạ. Thưa quý vị, như quý vị cũng đã biết á, thì nhân sâm có một cái vị đắng và nồng rất là tự nhiên. Và điều đó cũng có nghĩa là có rất nhiều người cảm không thấy không thể nào uống được. Đúng vậy. Nhưng ngày hôm nay khi mà nhân sâm 6 năm tuổi đã được chiết xuất thành những cái gói hồng sâm nhỏ nhỏ như thế này, vừa nhỏ để chúng ta dễ dàng chúng ta mang đi quý vị ạ, thì chắc chắn một điều với quý vị là ai ai cũng có thể uống được hết. Và nói tới đây thì Thanh Trang cũng phải chia sẻ với quý vị, với hơn nước uống hồng sâm chiết xuất từ nhân sâm 6 năm tuổi, bên trong dạng lỏng như thế nào quý vị nha. Như quý vị và các bạn cùng quan sát đây ạ. Wow, như vậy là ở dạng lỏng như thế này thì chúng ta có thể dễ dàng sử dụng, và đặc biệt hơn là cái hàm lượng chất dinh dưỡng có trong hồng sâm của chúng ta thì cũng sẽ dễ dàng hấp thu vào trong cơ thể. Và đặc biệt hơn là cái dạng lỏng này thì ai cũng có thể sử dụng được, đúng không ạ? Vâng, thưa tất cả quý vị, chỉ với một gói hồng sâm 70ml như thế này, quý vị thấy là vừa có nhân sâm chiết xuất từ nhân sâm 6 năm tuổi nè, rồi hơn 11 cái loại thảo dược quý, ví dụ đại táo, rồi là quế. Và bản thân Thanh Trang ngửi thấy khi mà đưa cái ly nước về vào mũi á, thì có một cái vị rất là đặc trưng, rất là thích và mong muốn là ngay lúc này mình uống liền, không nói nữa. Và không biết là sau khi thưởng thức nước uống hồng sâm đến từ thương hiệu Korea Red Ginseng thì cảm giác và cảm nhận của Thanh Trang về sản phẩm mà chúng ta giới thiệu với tất cả quý vị khán giả ngày hôm nay như thế nào? Vâng, thưa tất cả quý vị, cũng là cái vị nguyên chất của nhân sâm, nó hơi nhân nhợn đắng một chút xíu thôi. Nhưng mà tuy nhiên quý vị, nó có một cái vị thanh mát và rất là ngọt sau khi mà chúng ta uống xong. Và kính thưa quý vị, có thể nói với sản phẩm ngày hôm nay không chỉ là giúp cho quý vị có thể bồi bổ khí huyết, tăng cường sinh lực, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể của mình, mà đây còn là một trong những sản phẩm giúp cho quý vị nào mà bị suy nhược cơ thể thì quý vị cũng có thể sử dụng đây như là một loại thực phẩm để có thể bổ sung được hàm lượng chất dinh dưỡng vào trong cơ thể của mình, giúp cho cơ thể của chúng ta ngày càng cường tráng hơn, rồi giảm stress nè. Và thưa quý vị, số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để tất cả quý vị có thể dễ dàng gọi cho chúng tôi. Các tổng đại viên của chúng tôi đang rất là sẵn sàng để có thể mang đến cho tất cả quý vị một cơ hội mua sắm cực kỳ ưu đãi, mà bên cạnh đó còn mang cho quý vị một chiếc chìa khóa để giúp cho tất cả quý vị chúng ta mở cánh cửa sức khỏe của chúng ta ra, để làm sao để giúp cho chúng ta có thêm một cái giải pháp bồi bổ cơ thể nè, tăng cường khí huyết nè, tăng cường sức đề kháng và chăm sóc các thành viên trong gia đình của mình tốt hơn. Nước uống hồng sâm sử dụng mỗi ngày để tăng cường thể lực và trí lực, an toàn, đảm bảo chất lượng, sử dụng mọi lúc mọi nơi. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có chức năng thay thế thuốc chữa bệnh. Nước uống hồng sâm sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc với mức giá vô cùng ưu đãi, một hộp 30 gói giá 399.000 đồng, hai hộp 60 gói mức giá chỉ còn 599.000 đồng và ba hộp 90 gói mức giá càng ưu đãi chỉ còn 799.000 đồng. Giá cực sốc chỉ có trên AZ Shop, hãy nhanh tay đặt hàng. Quý vị thân mến, rõ ràng thời gian gần đây thì có rất nhiều cái dòng sản phẩm thực phẩm chức năng nói là rất tốt cho cơ thể của chúng ta. Hẳn nhiên thì người tiêu dùng thì vẫn rất là hoang mang, rất là lo lắng liệu là chúng ta mua cái dòng sản phẩm đó có thật hay không. Chính vì với những cái nỗi lo lắng, quan tâm, băn khoăn của quý vị và đặt tâm lý của một người tiêu dùng, thì Thanh Trang, Thanh Tú cũng như là AZ Shop cũng hy vọng rằng ngày hôm nay chúng tôi hoàn toàn đặt niềm tin với cái dòng sản phẩm. Chúng ta ăn uống nhiều khi không hợp lý, hay chúng ta không tập thể dục thường xuyên, thì chắc chắn nó sẽ làm cho máu huyết không lưu thông, vì vậy mà sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều những cái căn bệnh. Mà tuy nhiên ngày hôm nay chúng ta phát hiện ra kịp thời một dòng sản phẩm uy tín, chất lượng, đảm bảo an toàn, mức giá vô cùng tiết kiệm và ưu đãi nữa. Và kính thưa quý vị, có thể nói với những cái gói hồng sâm rất là tiện lợi như thế này thì tất cả quý vị chúng ta có thể dễ dàng mang theo nè, đi làm, đi học, đi chơi hay đi du lịch chẳng hạn thì đều có thể sử dụng được nha quý vị. Và đặc biệt hơn là tính tiện lợi của nó. Và thưa quý vị, nếu như quý vị ở nhà thì chúng ta có thể cho vào ly và từ từ thưởng thức hương vị của hồng sâm, và chúng ta cũng có thể vừa thưởng thức vừa xem phim thì cũng rất là thư giãn, đúng không ạ?
Vâng, thưa tất cả quý vị, đối với những cái dòng sản phẩm mà khi quý vị đã yên tâm về nguồn gốc xuất xứ cũng như là về thương hiệu, và điều đặc biệt là khi quý vị mua trên Asos thì Thanh Trang nghĩ rằng là quý vị sẽ cảm thấy là bớt hoang mang và hoàn toàn đặt niềm tin khi mà quý vị uống cái dòng sản phẩm này. Nước uống hồng sâm chiết xuất từ nhân sâm Hàn Quốc và hơn 11 loại thảo dược bổ dưỡng trong tự nhiên, dùng mỗi ngày bồi bổ khí huyết, tăng cường sinh lực, chống lão hóa, tăng cường sức đề kháng, giảm mệt mỏi, mất ngủ, phòng chống bệnh tật, đặc biệt tốt cho người suy nhược cơ thể và lao lực. Nước uống hồng sâm sử dụng mỗi ngày để tăng cường thể lực và trí lực, an toàn, đảm bảo chất lượng, sử dụng mọi lúc mọi nơi. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có chức năng thay thế thuốc chữa bệnh. Nước uống hồng sâm sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc với mức giá vô cùng ưu đãi, một hộp 30 gói giá 399.000 đồng, hai hộp 60 gói mức giá chỉ còn 599.000 đồng và ba hộp 90 gói mức giá càng ưu đãi chỉ còn 799.000 đồng. Giá cực sốc chỉ có trên Asos, hãy nhanh tay đặt hàng. Và thưa quý vị, số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để tất cả quý vị có thể dễ dàng gọi cho chúng tôi. Và kính thưa quý vị, nếu như quý vị chúng ta muốn tìm hiểu thêm về thông tin của sản phẩm cũng như là những sản phẩm liên quan của kênh mua sắm và truyền hình Asos thì tất cả quý vị chúng ta có thể truy cập vào trang web, đó chính là asos.net.vn. Tất cả quý vị chúng ta sẽ tìm hiểu thông tin về sản phẩm ngày hôm nay cũng như có thể đặt hàng trực tuyến quý vị nha. Và kính thưa quý vị, bây giờ đây thì cho phép Thanh Tú cùng với Thanh Trang được nói lời chào tạm biệt với tất cả quý vị, và hy vọng rằng chúng tôi cũng sẽ có thật nhiều những cơ hội tiếp theo để có thể giới thiệu với tất cả quý vị những sản phẩm tiếp theo giúp cho cuộc sống của quý vị trở nên dễ dàng hơn, thoải mái hơn, tiện nghi hơn, và đặc biệt là sức khỏe của quý vị ngày càng tốt hơn quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.